Mục Hà Nội 12 mùa hoa, sáng tác Giáng Son, biểu diễn Vân Anh, Công đoàn Báo Việt Nam Net đã đoạt giải C của thể loại đơn ca. Xin chúc mừng. Tiếp theo chương trình, bài hát Âm Thanh Ngày Mới, sáng tác Nguyễn An. Người biểu diễn Nguyễn Ngọc Khánh, công đoàn ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Anh nhân vật giải B của thể loại đơn ca xin được chúc mừng. Và bây giờ là giải A. Bài hát giải A của thể loại đơn ca thuộc về tác phẩm Bà Mẹ Gạt Ma. Với sự biểu diễn của anh Trần Thế Hùng, công đoàn tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đây chính. Vâng, xin được chúc mừng anh. Chúc mừng bài hát và cùng ấn tượng anh đã đạt giải A một thể loại đơn ca của liên hoan lần này. Xin được chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn hai vị đạo. Tiếp theo tôi xin được công bố thể loại song ca, tăng ca, tốt ca. Xin được mời đồng chí Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông sẽ lên tặng quà cho